những hình ảnh đau thương này sẽ giúp được ít nhiều trong tác phẩm của em. Quân nói vậy là phải. Mình ức hiếp nó quá không nên. Tha phương cầu thực, nó qua xứ mình tứ cố vô thân, tha cho nó một lần làm phước. Thôi bà Tư bỏ qua cho nó đi. Thứ đồ Mỹ chó mà tử tế làm gì.
tôi nể cầu quân lắm à. Không, hôm nay là tôi lột da nó. Mấy em dẹp. Dẹp à? Thôi về về. Thôi mẹ đi tìm. Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, càng qua xứ xứ khổ đau binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng thần, thân đậu niên lai kiến thấy bệnh. Rõ quá mà, năm tới là năm Mậu Thân là kiến thấy bệnh rồi. Nhưng mà nay giặt móng chó cũng le lưỡi. Bà con ơi, nói mà nghe chứ đừng có láng chán lập tới lập lui lại đó, nghe thì ở tù nghe. Thầy làm báo thì liệu sang năm hết giặc cho thầy? Thì trận giặc nào đánh riết rồi mà không nghĩ. Nhưng mà chuyện nước mình á, còn có ông Mỹ, ông Tàu. Nhưng mà ai coi thường người Việt Nam mình á, thì coi chừng người đó lầm. Đất nước mình á, rồi ai ai đâu á, quyết định không à. Nhiều khi á, tôi nghĩ tôi muốn cạo đầu đi tu, tôi đỡ khổ. Tôi đi mấy cha, tôi cờ bạc tối tâm mặt mày tá quả tâm tinh mà còn ngồi đây nghe mấy cha nói chuyện chính trị tâm lý nữa thì điếc con rai luôn đó. Trời còn sáng rồi, tôi đi tờ sổ một chút nào. Chào bà Năm. Chào bà con mình. À, rùa người anh em. Rùa bà con mình luôn hết nhau. Này có được không anh? Bài hát này anh muốn nói lại hình ảnh của một thiếu phụ mất chồng trong chiến tranh. Em cứ hát cái tâm sự buồn bã đó bằng giọng hát hồn nhiên của em là được. Chú Quân ơi, có ông đến kiếm chú ngoài kia kìa. Ông có nói gì không? Ông nói là anh của chú. Thôi Nga về đi. Thôi nhé. Về.